chớp ngân thù. Không có nhiệm vụ rời khỏi khu vực. Tất cả lên xe, tất cả lên xe, tất cả lên xe.
các lực lượng làm nhiệm vụ cương quyết xử lý những trường hợp không chấp hành để đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Yêu cầu các trường hợp không có nhiệm vụ rời khỏi khu vực. Công an quận Kiếm yêu cầu những trường hợp không có nhiệm vụ rời khỏi khu vực. Bây ông Quyền có phát đâu nhỏ? Có xong rồi đầu mua. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ, tích cực hưởng ứng năm trật tự và văn minh đô thị. Đi bên phải theo chiều đi của mình, không tập trung đông người. Không phải cái gọi linh tinh là được không? Vớ vẩn. Gọi gọi đi. Gọi đi. Gọi đi. Vớ vẩn. Cản trở sinh hoạt bình thường của người dân và khách du lịch. Nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh của hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Biển anh Nguyễn Minh Hiếu 126350 cũng yêu cầu anh không gọi công dân lung tung nhá. Phía trong là khu vực bảo vệ, đề nghị nhân dân đi theo các hướng khác, giúp đỡ lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ. Đừng có vớ vẩn, đừng tưởng công an là muốn làm gì làm nhá. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ, tích cực về xem lại điều lệnh công an nhân dân, đi xem đối với nhân dân như thế nào. Không tập trung đông người, dừng đỗ phương tiện trên vỉa hè, dưới lòng đường, dàn hàng ngang, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Đây rồi, ba đi về, ba lấy ô tô xong sẽ đón con.
yêu cầu minh bạch. Trong lòng người